Floyd Mayweather nâng tạ siêu khủng 140kg đe dọa Tyson Fury. Deontay Wilder đang tập luyện rất tích cực trước cuộc tái đấu đáng chờ đợi cùng Tyson Fury vào tháng tới. Sau thất bại đầu tiên và cũng là duy nhất ở sàn boxing chuyên nghiệp trước Fury, Wilder đang rất khao khát để phục thù đối thủ người Anh. Cuộc so găng lần 3 vào ngày 24 tháng 7 tới là cơ hội cuối cùng để oanh tạc cơ sắt thực hiện điều này. Cựu vương WBC hiện đang tập luyện cùng huấn luyện viên mới Molly Scott và anh tin rằng bản thân sẽ sửa chữa những sai lầm mà mình mắc phải trong trận đấu trước, qua đó giành lại đai vô địch đã mất. Mới đây, nghệ sĩ knockout người Mỹ đã chia sẻ về thành quả anh đã tạo được trước cuộc tái đấu với vua Gipsy. Cụ thể, Wilder đăng một video thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ sau khi nâng thành công mức tạ lên đến 140kg. Sau khi làm được điều nói trên, tay đấm 35 tuổi đã lao ra khỏi chỗ ngồi và hét lên, rồi nhìn về phía camera và gửi tuyên bố đến Fury. "Tôi là một chiếc tàu hỏa, cậu nhóc ạ. Cậu nói mình là một chiếc xe tải, vậy tôi sẽ tông thẳng qua cậu giống như một chiếc tàu chở hàng. Tốt hơn là cậu nên chuẩn bị gia tăng trọng lượng của mình đi." Trước đó, Fury từng cho biết anh sẽ cán qua người Wilder giống như một chiếc xe tải 18 bánh và hạ gục đối thủ còn nhanh hơn cả lần trước. Thế nên đây là một sự đáp trả có chủ đích đến từ võ sĩ sinh ra tại Alabama. Trong cuộc họp báo đầu tháng này, Fury từng phát biểu, "Tôi từng tiết lộ cả chiến thuật của mình, vì anh ta chẳng đủ giỏi để làm bất cứ điều gì. Lần này tôi cũng sẽ làm như thế." Wilder chỉ có một chiêu bài duy nhất, đó là sức mạnh trong những cú đấm tay phải, và mọi người đều biết hiệu quả của nó. "Điều mà tôi sẽ làm lần này là cán qua anh ta giống như một chiếc xe tải 18 bánh. Còn anh ta chỉ là người bình thường, tôi khẳng định với các bạn rằng trận đấu sẽ không kéo dài như lần trước. Tôi đã có 18 tháng để tập luyện những gì mà mình sẽ làm với Wilder. Tôi muốn tăng trọng lượng đến 300 pound, 136kg ở trận đấu này, và tôi hướng đến một cú knockout hủy diệt." Daily Mail dẫn lời tuyên bố của Fury. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Nguy hiểm nhất của hạng nặng sẽ hạ gục sơ sua trong một hiệp. Tyson Fury đã có những phát biểu thẳng thắn về hai kình địch là Anthony Joshua và Deontay Wilder. Fury sẽ bảo vệ danh hiệu trước Wilder vào tháng 7 mà không phải thống nhất các đai vô địch cùng Anthony Joshua trong tháng 8. Theo quan điểm của vua Gipsy, Asi bị ám ảnh bởi việc trở thành nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng vì đây là một công cụ thương mại tuyệt vời để kiếm nhiều tiền hơn. Tân vương WBC có một tiểu sử truyền thống trong sự nghiệp boxing. Tay đấm sinh ra tại Manchester tập trung nhiều hơn vào việc đánh bại những võ sĩ mạnh nhất. Fury không lựa chọn đối thủ nhằm thu thập thêm các danh hiệu để tăng tính thương mại của bản thân. Fury nói, "Tôi sẽ giải quyết những gã đó sau. Lúc này thứ quan trọng nhất với tôi là Wilder, tay đấm nguy hiểm nhất ở hạng nặng, sẽ hạ gục Joshua trong hiệp đầu tiên. Tôi phải vượt qua Wilder, sau đó những gã kia sẽ có được 5 phút huy hoàng của mình. Tôi sẽ tạo ra thất bại lớn nhất mà họ có trong cuộc đời mình. Giống như tôi từng nói với Eddie Hearn, điều khác biệt giữa tôi và họ rất đơn giản. Những gã đó là doanh nhân, còn tôi là một chiến binh." Bạn có thể thấy rằng nếu Joshua trở thành nhà vô địch tuyệt đối, những lời đề nghị từ các công ty khác nhau sẽ đổ về như thác để yêu cầu cậu ta quảng cáo cho họ. Ngoài điều đó ra, không có nhiều ý nghĩa trong việc sở hữu danh xưng nhà vô địch tuyệt đối. Bởi vì dù bạn thâu tóm tất cả các danh hiệu, cũng không có nghĩa là bạn có thể đánh bại được tất cả các đối thủ ở hạng cân này. Nó chỉ ra rằng bạn đã thắng những người giữ đai vô địch và rất nhiều trong số đó là những nhà vô địch giấy, những gã thành công nhờ mưu mẹo của những nhà tổ chức xảo quyệt. Chúng ta đã thấy Joshua thất bại trước Andy Ruiz và cậu ta có thể thua tiếp ở cuộc tái đấu nếu Andy không thừa cân tới mức 128kg. "Những thảo luận về nhà vô địch tuyệt đối không có giá trị gì với tôi. Tôi không phải Joshua hay Eddie Hearn. Tôi thi đấu vì tôi sinh ra để làm điều đó. Tôi không quan tâm đến các danh hiệu cùng danh tiếng xung quanh chúng. Tôi chỉ để mắt đến việc đấm vào mặt ai đó. Nếu Wilder đứng trước mặt tôi sẽ tẩn anh ta một trận ra trò. Không có động lực nào cả. Tôi sinh ra để thực hiện nó." Fury chia sẻ trên Skyport.
Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Huyền thoại thành Manchester tuyên bố, Wilder là một tay đấm sát nhân. Nhà vô địch hai hạng cân Ricky Hatton cảnh báo rằng Tyson Fury sẽ phải rất nghiêm túc trong cuộc tái đấu với Deontay Wilder sắp tới. Trong quá khứ, Fury và Wilder đã hòa nhau 12 hiệp đấu ở cuộc chạm trán đầu tiên vào năm 2018. Nhưng ở màn tái đấu diễn ra vào đầu năm ngoái, đó là một trận chiến hoàn toàn khác biệt. Vua Gipside đã đánh bại đối thủ người Mỹ trong 7 hiệp đấu và giành đai vô địch WBC danh giá. Lúc này, người hâm mộ đang rất mong chờ trận chiến lần 3 giữa họ được lên lịch vào ngày 24 tháng 7 tới tại Nevada, nước Mỹ. Tyson Fury cho rằng anh sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước oanh tạc cơ sát một lần nữa để bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Dù vậy, Ricky Hatton đã có những lời cảnh báo dành cho tay đấm bất bại người đồng hương. Liệu Tyson Fury có đánh giá thấp Deontay Wilder không à? Khả năng là như vậy. Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho cậu ta. Nếu mọi người cho rằng cậu ấy quá tự mãn, đặc biệt là sau chiến thắng không mấy khó khăn ở trận đấu trước. Nhưng Tyson Fury biết rằng cậu ta sẽ phải có nhiều thay đổi ở cuộc chiến lần này. Tôi cho rằng Wilder sẽ cảm thấy xấu hổ từ bên trong vì những gì đã diễn ra vào năm trước, thế nên cậu ta sẽ quyết tâm hơn. Tyson cũng phải như vậy, bất kể cậu ấy đã thể hiện ra sao ở trận đấu lần trước. Ricky Hatton đã xem những video tập luyện gần đây của Wilder dưới sự hướng dẫn của tân huấn luyện viên Malik Scott. Cựu võ sĩ sinh ra tại Manchester cảm thấy nghệ sĩ knockout 35 tuổi đã có nhiều cải thiện và đi theo hướng đúng đắn hơn so với trước đây. Ricky Hatton nói, Deontay Wilder là một tên sát nhân. Tôi đã xem những clip đấu tập của cậu ta với Malik Scott. Những gì tôi quan sát được là cậu ấy đã ngụy trang tốt hơn những cú đấm cực mạnh của mình. Wilder cũng tập di chuyển nhiều hơn so với việc đứng một chỗ và chủ yếu ra đòn từ phía sau. Cậu ta trông rắn chắc hơn trong những buổi tập gần đây. Có vẻ Wilder đã làm chủ mọi thứ tốt hơn và suy nghĩ nhiều hơn về những điều mà mình định làm. Cậu ấy đã bắt đầu thực hiện mọi việc một cách đúng đắn và cậu ta sẽ sẵn sàng cho trận đấu lần này. Biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của bản thân, Tyson cũng cần chuẩn bị cho điều đó. Ricky Hatton chia sẻ với Metro. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.